Xin chào tất cả các bạn, là Tớ đây. Các bạn ơi, Tớ và các bạn sẽ cùng nhau tô màu bức tranh về chú thỏ Mo Lang với món quà là một quả trứng này nhá. Các bạn ơi, như vậy là chúng mình đã cùng nhau tô màu xong bức tranh này rồi đấy. Để cùng Tớ tô màu những bức tranh tiếp theo thì các bạn nhớ nhấn like và đăng ký kênh cho mình nhé.